Đó là câu này có ba cái nguyện: nguyện thiên nhân lễ kính là cõi trời lễ kính, nguyện văn danh đắc phước là nghe danh phước báo đầy đủ, nguyện tu thắng hạnh là nhất định tu tịnh độ tới khi giảng sanh. Thì cho người ta vừa nghe danh hiệu Phật thôi mà ta được ba cái hạnh này đó. Vì thấy cái người nghe danh hiệu Phật chưa? Bởi vì quý vị bắt điều niệm Phật, quý vị bắt điều niệm Phật ở ngoài sân chùa, quý vị bắt điều niệm Phật đi ngoài đường, quý vị biết thù thắng thế nào chưa? Đừng có nói chuyện giỡn. Quá thù thắng, thù thắng vô cùng. Đúng không? Đó, nghe chưa? Nên có cái chú kia mua xe hơi, ông chơi cái năng lượng trên lóc nóc xe luôn. Chạy đâu năng lượng niệm sùm, tại khỏi căng điện. Năng lượng bắt trên nóc xe, đi đâu cũng niệm. Tại vì sao? Ông nói đi đến chùa thầy tu, cầu Phật gia hộ cho chiếc xe, cuối cùng cố gắng tu hành có được chiếc xe hơi. Đây là phước duyên của người ta nghe. Chứ có nhiều người mà nói con cầu hoài mà sao không thấy cái gì. Mình chưa có đến lúc thì thôi mình cứ tu đi. Hiểu không? Nhưng mà người ta nói rõ ràng là người ta đến đây tu tôi có kết quả gì? Có lợi ích mà, thì người ta làm như vậy. Còn có một gia đình nói rằng mua được chiếc xe 7 chỗ, bây giờ chuẩn bị mua chiếc xe 16 chỗ toàn chở người ta đi tu. Tù thắng không? Đó, chở người ta đi tu. Cái phước duyên của họ, họ nghe, họ hiểu, họ tiếp tục làm tiếp, tăng trưởng phước báo. Hay, nhiệt tình đi. Có một cái cô Hà Nội mới gửi tấm thơ sáng, cô nói về nhà áp dụng phương pháp tu, đứa con 6 tuổi lễ Phật cùng cô nhìn cô rơi nước mắt. Một đứa con ngày nào hư hỏng lóc chóc len keng, nói không nghe, vậy mà đứa con bây giờ chịu lễ Phật với mẹ và không có lì lợm nữa. Niệm Phật chuyển nghiệp. Đứa con gái đi vô chùa 2 tháng về bây giờ ngoan, viết thư kể rõ ràng luôn, ở nhà nghe pháp dụng công tu. Con gái vô đây năm ngoái, bây giờ về vẫn ngoan đàng hoàng, không có hỗn với mẹ, không có cầm bấm điện thoại. Mỗi lần cầm điện thoại lên cô nói một câu: thầy Đức dạy sao? Buông điện thoại liền. Kinh khủng không? Viết thơ rõ ràng luôn. Nó nếu mà có thiện căn là đặc biệt vô cùng không? Nên bây giờ mới bữa nay thôi mà các cháu gái vô 45 đứa, hai con 45 đứa gái ở đây, còn trai bên kia cũng một ệ bên á. Thôi kệ đi, rèn cho các cháu, thương các cháu mà, đúng không? Chị biết rằng những đứa lúc còn nhỏ thiếu ăn thiếu uống thiếu bặn, có một cái quần đùi bặn hoài còn nhỏ. Buổi tối mai, tại vì sao? Con cái quần, cởi quần ra ở chuồng may đồ. Con cái quần đùi à, không? Còn nhỏ á, lẹo lại. Rồi bạn, khổ ghê không? Làm gì có cái chuyện ăn uống được như mấy đứa nhỏ bây giờ. Bây giờ nó vô chùa, mua cho nó đồ ăn đủ ngon lành cho nó ăn luôn. Vì sao? Nghĩ rằng mình còn nhỏ thèm quá trời, không ai cho ăn. Bây giờ mình nghĩ mình có cho nó ăn. Cô viết lá thơ cô nói rằng: về con cứ nhắc hoài, thầy cho ăn nho Mỹ, thầy cho ăn sầu riêng, thầy cho ăn đồ ngon không? Tự nhiên nhắc hoài, đòi năm nay mùa hè vô nữa. Thấy hay không? Thấy rõ ràng, bố thí nhiếp vì thấy chưa? Nó tại sao những đức dám đầu tư chỗ này? Vì nó có phước, nó được vô chùa. Những đức ngày xưa không vô chùa nên không có cái gì ăn. Vô chùa là có ăn rồi. Không, mà phải đủ duyên vô ngôi chùa có phước. Chùa nó cũng tùy chùa đó. Chùa mà ông thầy ông tạo phước thì chùa có phước. Chùa mà ông thầy ông không tu phước, lấy gì có phước? Có nhiều ngôi chùa giờ này người ta đóng cửa, tắt đèn tối hu. Còn chùa giờ này đèn rực rỡ, bật đèn lên mấy anh em. Bật đèn quay sang chùa cho sáng lên. Quanh bật đèn lên cho sáng lên. Hiểu không? Đèn rực rỡ, chiếu chiếu hào quang. Hiểu không? Nói con trai qua chùa mới, con gái ở đây. Mấy tháng hè đúng là một sân chơi tuyệt vời. Suy nghĩ cho các cháu. Những đứa bận bịu bao nhiêu việc vậy đó, mà những đứa còn phải tính bao nhiêu chuyện, lo bao nhiêu việc, việc nhỏ nhất cũng phải làm. Nhỏ nhất cũng không bỏ nữa.
dành một chút thời gian để ngồi ăn với các cháu luôn, dạy các cháu, nói chuyện với các cháu, chứ không phải là bỏ bê đâu. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình phải nhớ rằng khi mình có tâm nhiệt tình như vậy thì con người mình có phước lớn. Mà mình gặp được một cái nơi như vậy là do cái đầu kéo, cái đầu kéo kéo duyên phước, nó thù thắng gì. Phật tử về đây cũng toàn Phật tử có phước không á. Bây giờ phải nhớ cái câu và tự nhiên không ngày giảng: người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Nhớ, người phước gặp người có phước, người không có phước gặp người có phước đi mất tiêu. Tại vì mình không có phước gặp người có phước mình đi, mình gặp người không có phước mình ghé. Nên quý vị biết đi về đây là quý vị là người có phước, chắc chắn quý vị luôn. Vì công nhận, bây giờ quý vị công nhận là chùa mình, quý vị công nhận là phải tin là có phước không? Ôi, đông người gì mà sống gì là làm gì không có phước. Quý vị vô kho gạo quý vị coi có phải có phước không? Rồi chùa ăn uống nấu cái gì là ăn đầy đủ không, đúng không? Có bao giờ thiếu không? Không. Còn người ta đem đồ gì cúng dường bao nhiêu là đem ra cho ăn hết trơn, sạch nhất luôn. Nó dưới này ta cũng chuối nhiều đó, thích xuống dưới người sách nải về ăn đi. Nó rồi xôi đồ gì, nhưng mà những đức tính như vị tiện đó. Nó xong rồi một chút là mình ra xe về luôn, không còn chạy lăng xăng. Nếu như mà mình tính được cái chỗ này, mai mốt điều lễ lọc là như vậy, để làm chi? Để trưởng đoàn đỡ cực, xong rồi chạy ra xe về liền, đúng không? Thà mình chịu hợp xôi để đó đó, mình gọn gọn thôi, mình chỉ cần no bụng tiện nhất đó, mình lên xe mình nghiêu ngao chứ, nhai xôi đồ lê rái, mình nhai xôi cơ hội niệm Phật được, tại xôi nhai chậm hơn cơm nên mình nhai thì sao. À, gì? Rồi. Thấy chưa? Vừa nhai xôi vừa niệm Phật. Không mà quý vị, chúc quý vị nhai xôi, quý vị nhớ cái miệng nghe Đức à. Miệng kỳ cục hơn vậy đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó à, nó chỉ nhai xôi mà còn chỉ cho niệm Phật. Không, mình mà vui rồi mình thì làm ngày sau cũng vui. Mình là vui rồi mình nhai nó cũng vui nữa quý vị. Mà nó mà bực bội rồi cái thứ gì nó nhìn nó cũng bực bội chứ. Mình nói là cái nguyện này là chờ người hoan hỷ khi gặp mình. Hoan hỷ là cung kính chứ gì, đúng không? Nên những đức nói với vị nghe, quý vị là người niệm Phật thì vì thành đạt trong cuộc đời này lớn dữ lắm. Vì sao? Vì được người thích, thích mới thành đạt. Không thích mình sao cơ hội đâu thành đạt. Mình mà không có duyên, mình đi xin chỗ làm người ta cũng không nhận, người ta gặp mình ta ghét. Còn mình mà dễ thương, người ta đi đâu người ta cũng thương, người ta giúp, giúp thì mới thành đạt. Không giúp sao thành đạt. Những đức tin 100% quý vị phải thương những đức mới về đây. Chuyện này là chắc chắn rồi, không cần nói gì hết trơn, đúng không? Thương nên giờ nào cũng muốn nhìn. Bây giờ những đức hỏi vì không thương vì nhìn những đức làm cái gì? Bây giờ quý vị biết bao nhiêu con người, người ta ngồi phía sau, người ta muốn ngồi đây chưa? Người ta không ngồi được. Mình những đức mong rằng á, cái tâm tư của mình 3 ngày nay mình tu á, tất cả cái công đức mình mong, bây giờ người ở đây là hưởng là chắc chắn là mình hưởng, mình hướng cho tất cả những người đang coi gì đây và những người ngồi phía sau, tội nghiệp họ. Mong cho họ sự an lạc, họ tự nhiên cái công đức này làm cho họ an lạc lên, họ vui, về gia đình họ mọi việc gì cũng chuyển xây tốt đẹp. Còn người ở đây là chắc chắn được rồi, ngay mặt tiền mà. Hiểu không? Cái tâm mình hướng đến họ vậy đó. Chứ người ở phương xa, người ta ngồi trong phòng, đang ngồi ở đâu, đang ngồi chỗ nào, đang nghe mình giảng nè. Mình mong rằng cái công đức, cái tâm tư mình hướng đến họ đó. Tự nhiên vừa nghĩ như là thấy có một cái bà đang ngồi ngay cái gốc cây xài, bà nghe Pháp kìa. Mà ngồi ở đâu? Ở Hà Nội. Chị nghĩ ghê không? Vừa nghĩ một phát thôi là tự nhiên mình cảm nhận có một người ngồi nghe Pháp ngay gốc cây xài ở Hà Nội liền. Không phải đơn giản nha quý vị. Rồi tự nhiên mình cảm nhận ra có nhiều người đang ngồi nghe Pháp kìa, đang trong phòng kìa mà họ nghe câu này cái chắp tay liền. Không có giỡn đâu quý vị. Tại mình nói ngay cái tâm tư họ,
họ cảm thấy cảm ơn. Quý vị biết một con người có duyên, có phước, có chúng sanh, thì một lời nói mình nói với người ta sẽ mừng lắm quý vị. Thật sự mà nói, cái cảm giác đó người ta vui lắm chứ giỡn đâu. Nên con người mình phải hiểu cái điều này. Hiểu cái điều này thì phước duyên mình rất là lớn. Phải nhớ nha. Bây giờ quý vị coi á, nói gì bổ nguyện mối còn bay vô để nghe kìa. Nhưng mà tội nghiệp một chút bay một chút đây rồi không có chỗ đáp rồi gãy cánh, rồi gớt xuống rồi mấy bà ngồi dẹp lép hết chứ. Thôi lỡ có đè dẹp lép thì cố gắng nghe danh hiệu Phật để sanh nhà tôn quý, các căn đầy đủ nghe mối, nghe kiết, nghe chúng sanh. Té chết trong đây là sanh nhà tôn quý vì nghe danh hiệu Phật. Này thù thắng lắm mấy vị. Quá đặc biệt mà. Đó, nên mỗi một con người nên nghe danh hiệu Phật, nên niệm Phật thì mới thành đạt. Chắc chắn là thành đạt. Mỗi một con người mà nghe gì trong tâm trạng mình nó vui. Mà cái vui nhất của cuộc đời mình là mình sẽ về cực lạc nè. Mình sẽ về cực lạc nè. Vì nghĩ đi. Thôi ơi, quý vị nghĩ cái cảm giác mà cặn tử nghiệp của mình mà Phật A Di Đà ngày đem đài sen xuống thì cảm giác làm sao? Thì cảm giác như thế nào? Và tặng hư không khắp pháp giới, quý vị nhìn toàn là hình tượng Di Đà. Di Đà thật, tin tưởng gì? Thật luôn. Thánh chúng cả hư không mà quang minh phổ chiếu. Quý vị tự nhiên cái cảm giác quý vị như là quý vị vui vẻ hoan hỷ, đặt tâm mình trong quang minh và được Phật đến so đầu. Nhớ nè, khi quý vị mà sắp sửa Phật tiếp dẫn giảng sanh đó, Phật đến thương yêu quý vị so đầu đàng hoàng luôn. Nó, quý vị biết cái công đức của Phật A Di Đà mà dùng đôi tay đẹp của Ngài so lên đầu. Tay mình thì xấu quá. Mình ví dụ thôi ha. So đầu. Này con rất là ngoan. Trong cái cõi đời ngũ trược ác thế nhiều thứ cám dỗ này, mà con vẫn là người tín nguyện niệm Phật, nên ta đến đây để tiếp dẫn con. Ta khen con là một người đủ năng lực, đại hùng đại lực, mà ở trong cõi đời này mà tu hành được tới bây giờ cảm với bộ nguyện của ta. Ta đến đây. So đầu mình một cái, quý vị biết quý vị mát mẻ cỡ nào chưa? Quý vị mát mẻ cỡ nào? Quý vị nói thật sự, quý vị thích một người nào trong cuộc đời này, vì chỉ nắm tay người ta thôi là quý vị đã mừng, quý vị khoe tùm lum tùm la chứ. Thì nói chuyện giỡn chơi, đúng không? Có nhiều người quý vị biết à. Bây giờ có cô kia cô nói, con nói thiệt với thầy, con lần con chụp hình với thầy, con nắm tay thầy lần, con về con khoe cho mấy chục bà nghe luôn. Vì coi đó là một con người thế gian thôi, mà người ta như vậy người ta còn mừng vậy, không chi Phật mà so đầu quý vị nghĩ sao? Mà Phật so đầu quý vị không phải so đầu bình thường, mà Phật là năng lực, thần lực, nguyện lực, trí lực, bao nhiêu cái lực mà Ngài gom lại ngay cái tay Ngài, Ngài dùng cái sức điện lực này mà để lên đỉnh đầu, quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Trời ơi, vị nhớ nè, khi cái tâm quý vị nghe bổn nguyện của Phật A Di Đà mà quý vị vui gì nè, quý vị nhớ đôi tay Phật A Di Đà đang chùm lên quý vị luôn, cho quý vị biết đó, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, chỉ là một cái pháp tu thôi mà ở nơi nào người ta tu giống mình là mình đã thấy hoan hỷ quá rồi, vì mình thấy cái pháp thù thắng, đúng không? Mà chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói cái pháp này, rồi Đức Phật A Di Đà Ngài cũng phô diễn pháp này, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài phô diễn lại cái pháp này, nói lại lời Phật A Di Đà. Quý vị biết là hai vị giáo chủ, một vị ở cõi Ta Bà, một vị ở Tây Phương Cực Lạc, hai vị đó sẽ dùng bốn đôi tay chùm lên đầu quý vị, khen quý vị. Tại sao quý vị có thể cảm nhận này? Vì sao quý vị ở đây 3-4 ngày nó tăng tính tâm phải không? Nó tăng sự an lạc phải không? Là vì sao? Vì quý vị được gia trì, quý vị mới được như vậy. Hiểu chưa? Và nghe pháp mà hiểu,
Nghe pháp mà hiểu là nhờ quang minh phổ chiếu, tiêu trừ trần cấu thì mới nghe được pháp mà hiểu. Mà bật mí cho nghe một chút, đúng không? Thấy mới thích thú. Tại sao một ngày ta thuyết pháp 4 thời mà người ta không giác? Vì sao? Phải cảm giác gì chứ? Cảm giác gì chứ, hiểu không? Vậy thôi. Đó. Nói hay không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.